Hello tất cả mọi người. Mọi người cũng biết là hiện tại đang có một cái trend là đi tìm kho báu 673.000 tỷ. Như vậy là chúng ta thử đọc tiếng Anh xem là 673.000 tỷ sẽ nói như thế nào. Như vậy là cái chữ kho báu trong tiếng Anh chúng ta sẽ nói như thế nào? Treasure. Treasure là cách chúng ta nói về kho báu, còn 673.000 tỷ Việt Nam đồng chúng ta sẽ nói tiếng Anh như thế nào? Đầu tiên số 6 sẽ là 6. Số 7 sẽ là 7. Số 3 là 3. Rồi đơn vị ngàn là thousand. Đơn vị tỷ là billion, còn đồng VND là Vietnamese dong. Chúng ta sẽ đọc nguyên cái cụm là 673.000 tỷ, chúng ta sẽ nói như thế nào? 673.000 billion Vietnamese dong. Okay, enjoy, have fun.